Chỗ A. Đọc tiếp đi con, đọc bình thường. Rồi, nói lớn lên. Chỗ A. Con ừ. Nhìn lên, đọc lớn. Chỗ A. Nhìn lên đi, đọc hết luôn đi, mới ăn chứ. Chỗ gì? Cái ấm. Cái ấm đâu nữa? Đúng. Chỗ bờ. Ừ. Cái bông bông. Đúng. Tiếp đi con. Nhanh nhanh nhanh. Chỗ cờ. Con cùng. Chỗ giờ. Ba xăm bồ. Ba. Đấy nè. Lớn lên. Chỗ A. Em bé. Chỗ con bùm. Chỗ A. Thật á con cá. Con gà dây. Chỗ hà. Nhìn lên. Hà không. Đọc nhanh. Chỗ Y. Con gà. Rồi tiếp 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 tiếp. Come on come on. Cá cá. Con gì? Chú là cái gì? Em nè. Cái này đó là gì nói mẹ? Quả gì? Quả gì nè? Sơ mướp. Quả mướp. Quả mướp. Ngồi xuống đàng hoàng con, tao không ngồi yên hả? Quá đu nữa. Chú gì? Cái này. Ấp da, trứng. Dạ. Nó đi nhầm 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 nhầm. Ừ. Nó nắng. Chú gì? Đúng sờ. Con vẹt nói đàng hoàng đó. Vẹt. Đúng. Chú sợ. Chú chiếc xe nè. Chú y dài. Ừ. Cái này cái bay bay bi bay bay bay. Rồi con nào ở tên gì? Hoài Hú Vui Chúa. Vũ Khúc. Vũ Khúc Vui Vui. Rồi tên bố là gì? Hoài Vũ Nguyễn. Vũ Nguyễn. Vũ Nguyễn Quang Tuệ. Vũ Nguyễn Quang Tuệ. Vũ Nguyễn Quang Tuệ. Ừ, đúng rồi. Hoa này là tên ai? Tên Vui Vui. Yes. Đây là Vui Vui. Bây giờ muốn gì? Đọc cửa hàng đồ chơi đúng không? Tờ rồi hình gì? Con xe tải. Đúng. Con lô. Chữ gì? Chữ gì mấy con này? Chú la. Đúng. Chú la. Đúng. Con lô bò. Đúng. Chú tờ. Ừ. Con này con gì?
tiếng Anh nó là sao? Upper. Tiếng Việt nó là sao? Cái này. Con dèo. Con thuyền. Con thuyền. Chúc bà con búp bê đẹp. Starfish. Starfish là tiếng Việt là gì? Đọc đàng hoàng. Hay cha cá. Chữ sờ. Chữ sờ. Con hay sao cá. Sao biển chứ không phải sao cá. Sao biển. Sao biển. Tiếng Anh là gì? Starfish. Starfish. Chữ sờ. Con sâu. Chữ cờ. Con khó. Con cá voi. Con cá khá. Con voi bốn chân khác. Còn con cá voi này bơi dưới nước, biết không? Dài hả mẹ. Rồi. Nhưng bên này. Bà phải dài nha. E, G, H, I. Đúng không? Phải hát vậy không? Làm tiếp. Này xuống đây có chữ gì? Chúc. Này bên này. Cà cà. Chữ G, A, M. Chữ gì? Chữ gì? M rồi tới chữ gì? Chữ gì? Chữ gì? M rồi xong chữ gì? Chữ ánh nè. Đúng. Cái này chữ A. Chữ wow. Chữ ơ. Chữ bơ. Chữ gì? Chữ gì? Chữ phơ. Wow. Chữ đó là viết thường của chữ này nè. Chữ này. Chữ đó. Đúng. À, đó là rờ hoa. Còn này rờ thường. Rờ hoa. Đúng. Hoa. Chữ sờ con sâu. Ừ. Chữ sờ con sâu. Ừ. Tiếp. Chữ gì? Chữ ơ. Đà. Đúng. Con này là. Đúng. Rồi xuống dòng chữ này. Chữ này. Chữ y dài. Y dài trước chữ y dài là chữ gì? Chữ sờ. Đúng. Chữ này chữ u. Chữ y. Chữ sờ. Chữ này chữ sờ. Đúng. Chữ này chữ sờ. Y dài. Y dài. Đúng rồi. Y dài. Y dài chứ phải y ngắn. Y dài. Y ngắn đọc sao? Đọc một nó nhạc y ngắn. Y ngắn. Y. Y ngắn. Rồi y dài đọc sao? Y dài. 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 Rồi. Rồi đọc bài cuối nữa nha. Bài cuối này. Rồi. Bài câu này. Chữ gì? Cái ấm. Tiếp. Chú gì? Chú hơ. Cái ba sâm bồ. Chú. Ủa. Cái gì? Ơ dạ, con đọc này không? Cái gì? Cái này. Cái quả dơ. Tiếp tiếp. Chú đó. Con nghe ngoài.
chữ gì? Trái gì đây? Trái gì đây? Trái gì chua lè? Con trăng chua. Nè quá. Trái me. Trái me. Trái me. Trái gì? Ba ba ba. Ba ba ba. Nền biên. Nhưng mà nó có gì đó mở nền biên này ra. Cúp điện mới mở nền biên đúng rồi, còn chữ này. Nhanh lên. Muốn ăn kẹo mà đọc lâu quá, nghe lên không có... Cái gì? Kim phào. Cái gì? Chúc cơ. Con gì? Con gà dây. Chúc cơ. Cái nước nữa đi. Này. Cái ca nước. Cái ca nước. Cái này ca nước. Tiếp tục. Chú gì? Chú gì ta? Cái gì? Táo. Táo. Cái này. Chữ gì? Chữ pha. Dờ. Cái giá. Đôi. 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 Dép. Dép. Du duôn. Cha cha. Cái này. Cây gì? Cái này. Cây càng sắc sục phổi. Cái sắc sắc quang. Thứ sắc. Ít xe nào. Ô. Để xe hơi. Ô tô. Ô tô. Chú ê cặp yên. Cái này chú đó giống nhau mẹ. Trái mè. Mè. Chữ e. Chữ m em mè. M em mè. Trái mè. M e me là nặng mẹ. Thấy không? M e me là nặng mẹ. Dạ, chú dạ miếu vua. Đúng, rồi đọc coi M e me. M e me nặng mẹ. Mẹ. Đúng. Chú dạ vua vua. Dạ. Giờ thưởng gì? Muốn ăn gì? Ăn sô cô la. Phải không? Cái này để con vẽ vô thôi hết rồi. Rồi, rồi. Sô-cô-la mấy cục? Một cục ha? Hai cục. Ok, yes. Ba cục, đúng rồi. Bye bye. Bye bye. Mình học bài xong rồi. Yeah. Bye bye các bạn. Bye bye các bạn. Các bạn nhớ học bài giỏi như mình nha. Đúng rồi. Bye. Good night. Good night.